Cú đập bóng chéo sân tốt của Cha Chuồn. Hàng trận điểm số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho Thái Lan. Cơ hội tấn công dành cho Việt Nam. Và tiếp tục là tình huống đập bóng tốt nữa của Cha Chuồn. Tiếp tục là một tình huống hợp bám biên phải nữa, và Thái Lan có lẽ đã bắt bài các cô gái của chúng ta trong tình huống rồi. Điểm số được nâng lên 3-5 dành cho đội tuyển nữ Thái Lan. Vẫn còn, vừa rồi là tình huống cứu bóng của Đinh Thúy. Nhưng sau đó là một tình huống không thể đỡ bóng thành công của libero Thanh Liên. Cú đập quá mạnh. Và đó tiếp tục là một tình huống tấn công nữa bên phía bên trái của Thái Lan, đang là đối chuyền của chúng ta. Lần này thì cú đập của Chachon lại cho thấy được một sự ấn tượng rất lớn. Hàng chắn mới chỉ một. Đó là tình huống mà các trọng tài xác định bóng ra ngoài. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định cuối cùng. Vận động viên bên phía hàng chắn của Việt Nam. Cứu bóng thành công, nhưng bây giờ vẫn sẽ là cơ hội dành cho chúng ta. Điểm số đến với Thái Lan một lần nữa. Nhưng sau đó thì Cha Chuồn đã cắt đi mạch ghi điểm liên tiếp của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Pha chạm bóng thành công. Cha Chuồn vẫn đang là vận động viên thi đấu tốt nhất bên phía. Pha đập bóng rất khó chịu. Lần này thì Thái Lan đã thực hiện. Tiếp tục là một pha nhảy phát bóng của Trần Lê Tâm Thúy, đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Điểm đầu tiên cho các cô gái Thái Lan ở set đấu thứ hai này. Ở set đấu đầu tiên thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cái này. Cơ hội mở ra cho các cô gái áo đỏ. Rất hay, đó là pha tham gia tấn công từ hàng sau. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Từ pha chuyền bóng. Đó là tình huống đánh bóng bạc tay trắng của Cha Chuồn. Cha Chuồn đánh bóng bạc tay trắng của Thanh Thư. Không được rồi. Sau tình huống phòng thủ của Thanh Thúy thì đường bóng khá khó để có thể khiến giúp cho Lâm Oanh có thể hỗ trợ đồng đấu thứ ba. Nỗ lực phòng thủ của Lâm Oanh và Thanh Liên đã không thành công. Đó là một pha đánh bóng của tại Philippines năm 2019 SEA Games 30. Cha Chuồn đổ về điểm cho Thái Lan. 2-2.
một pha chuyền bóng sau đầu rất nhà đương kim Á quân tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia trong nước ở Việt Nam. Bóng bạc tay trắng của hai cầu thủ Việt Nam đi ra ngoài, đó là một pha đánh bóng sâu vạch 3 mét, một pha đánh bóng của chất. Trọng tài xác định là hai cầu thủ ở trên lưới của đội tuyển Việt Nam đã chạm lưới trong tình huống tham gia chắn bóng vừa rồi. Nhưng lần này thì Chachuon đã giành được chiến thắng. Tình huống bóng này thì tốc độ bóng rất nhanh và Chachuon nhanh hơn hai tay. Một đối chuyền đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là tình huống phát bóng ghi điểm trực tiếp của Chachuon. Từng sang Việt Nam tham dự rất nhiều giải đấu. Chachuon mở về điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Một pha đánh bóng những thời điểm tiếp theo của trận đấu này. Không ai hỗ trợ ủng hộ phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên phải nói đó là một tình huống đánh bóng rất mạnh của chất của đội tuyển Thái Lan. Trong tình huống đánh bóng không thật sự thuận lợi, tuy nhiên Chachuon với lực bóng rất mạnh đã được tạo ra đã khiến cho hai vận động viên bám trắng là Lâm Oanh và Lưu Thị Huệ. Cơ hội tiếp tục mở ra cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên pha tấn công này của Bích Tuyền đã không vượt qua hai tay trắng của đội tuyển Thái Lan. Người đã chắn bóng thành công là những sự bất ngờ cho Thái Lan cũng như là tạo ra dấu ấn cho đội tuyển Việt Nam ở set đấu thứ tư này. Một pha chắn bóng tốt của Lưu Thị Huệ, tiếp tục là một pha chắn bóng tốt, tuy nhiên pha chắn bóng của Bích Tuyền thì bóng đã đi ra ngoài. Một pha phán đoán chắn là rất tốt, rất mong manh. Cơ hội bây giờ mở ra cho các cô gái áo đỏ. Đó là Chachuon. Một tình huống vào đà chuẩn bị từ rất sớm của Chachuon, chỉ chờ đợi đường truyền của Bọc Buồn. Lúc này hàng trắng của đội tuyển Việt Nam đã có sự xuất hiện của Lưu Thị Huệ. Tuy nhiên hàng trắng của đội tuyển Việt Nam trong tình huống này đã bị lừa trắng. Chúng ta cùng theo dõi lại. Hai tay trắng ở vị trí số 3 đã bị lừa trắng và ở vị trí số 2 chỉ còn một mình Lâm dẫn điểm. Bắt chuyền một không tốt rồi. Cơ hội tiếp tục thuộc về các cô gái áo đỏ. Vẫn là Chachuon. Chúng ta cần phải chắc chiêu từng cơ hội của mình. Chachuon sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Như vậy là tình huống phát bóng của Chachuon đã ghi điểm số thứ 25 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Trong tình huống này thì Thanh Thúy đã chủ động bỏ bóng vì Thanh Thúy cho rằng tình huống bóng ra ngoài. Tuy nhiên bóng vẫn trong sân. Và như vậy